tell you who can be entrepreneur? I believe you can, but I get back. All of you can be entrepreneur if you want and if you're brave enough. Tất cả các bạn đều trở thành doanh nhân được nếu mà các bạn đủ dũng cảm. But the other question is like who should or who should not be an entrepreneur because entrepreneurship is not for everyone. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là ai nên trở thành một doanh nhân và ai không nên trở thành một doanh nhân? Vì rõ ràng rằng việc trở thành một doanh nhân là không phải dành cho tất cả mọi người. Entrepreneurship for those type of people who has more or less this kind of characteristics. Muốn trở thành doanh nhân thì các bạn phải có được rất là nhiều các cái phẩm chất mà tôi liệt kê đây. I will explain all of them one by one, briefly. Details. Tôi sẽ giải thích tất cả những phẩm chất này, từng phẩm chất một, ngắn gọn thôi. But I suggest you to make some kind of checklist for yourself. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là các bạn sẽ làm một cái list để cho bản thân mình. When we go through these elements, ask yourself, I'm there or not? I'm in this category or not? It meets my personality or not? Okay. Lúc mà các bạn nghe tôi giải thích ý, thì hãy nghĩ trong đầu mình xem là liệu mình có cái phẩm chất đấy không. And if you have like 6-7 out of these all, you have a good chance. Nếu mà các bạn có được khoảng 6 đến 7 phẩm chất thì có nghĩa là các bạn sẽ có cơ hội khả năng thành công cao với cách là cá nhân. So first of all, entrepreneurs should be open-minded. Đầu tiên thì một người doanh nhân thì phải có đầu óc cởi mở. Why is that? Tại sao thế chứ? Because you can't do anything, everything on your own. Tại vì rõ ràng là các bạn không thể tự thành công nếu mà chỉ làm người một mình được. You will need colleagues to listen to, work with, set up something together. Các bạn sẽ phải làm việc với đồng nghiệp của mình, sẽ phải phối hợp này, sẽ phải lắng nghe họ và sẽ phải cùng họ xây dựng. And you know those kind of people for your team who can do few elements better than you do. Và các bạn phải biết được rằng là trong số những người đồng nghiệp làm việc cùng với mình, họ sẽ tốt những cái mảng này nhiều hơn là so với mình. So if you find yourself in a meeting room with your team and you seriously think that you are the smartest in the room. Nếu mà các bạn đang ngồi giữa những người khác, những người làm việc cùng mình trong căn phòng và thật sự nghĩ rằng là mình là người thông minh nhất trong số những người ở đây. That's a wrong thing. Đây là điều hoàn toàn sai trái. So the best team if you sit there is an entrepreneur. And you know, this and this and these guys, he's better in finance, she's better in marketing, she's not in logistics, so whatever. So you have to pick your team according to this kind of with this mentality. Thay vào đó thì các bạn phải hiểu rằng người này mạnh mảng này, người kia mạnh mảng kia và phát triển cái team của mình dựa trên những cái hiểu biết đấy. Second of all, focus. Điều thứ hai, phải luôn luôn tập trung. So this Elon Musk guy is not a good example. Elon Musk thực ra là không phải là một cái tấm gương điển hình cho cái phẩm chất này. No human being can run 5 companies in the same time at this level. That's probably it's a UFO. Thực sự thì không phải ai cũng như Musk có thể chạy điều hành được 5 công ty cùng một lúc. Có thể là anh này đáp UFO từ hành tinh nào khác tới. You can focus on one or maybe two things. Thông thường thì mọi người chỉ có thể tập trung được khoảng 1-2 thứ cùng lúc thôi. I'm telling you this because it's interesting how in different culture entrepreneurship works. Tôi muốn nói với các bạn điều này bởi vì tôi nghĩ rằng là tinh thần doanh nhân cũng có một sự khác biệt nhỏ giữa các nền văn hóa khác nhau. If you go to a business school in the United States, nếu mà các bạn đến học trường kinh doanh ở Mỹ, they will keep repeating that for you. You have to have more business. You have to focus. You have to do this. Only this until you are successful. Người ta sẽ khuyến khích bạn tự lập này, tự khởi nghiệp này. Sau đó thì người ta sẽ chỉ cho bạn là bạn phải làm cái này, bạn phải làm cái này cho tới khi mà bạn đã thành công. Here in Vietnam, I've seen something different. Ở đây Việt Nam thì tôi cảm thấy là các bạn có một sự khác biệt. Many successful business people, entrepreneurs, they have 2 or 3 different businesses to balance their risk. Thường thì các doanh nhân ở Việt Nam dường như là có khoảng làm việc trong khoảng 2-3 lĩnh vực. Họ muốn làm thế để có thể cân bằng rủi ro của mình. But they are senior and experienced, so first time you do your first business, focus on only one thing.
Nhưng mà nếu mà các bạn mới khởi nghiệp ấy, thì lúc đầu bao giờ cũng nên tập trung vào một thứ thôi. Circle is influential. What influential means? Còn thứ hai là tầm ảnh hưởng. Tầm ảnh hưởng nghĩa là gì? You can convince your team to work with you and for you and for your vision. Ok, đấy là cái khả năng của bạn để có thể thuyết phục những người làm việc của mình, làm việc với bạn, phối hợp với bạn và hướng tới cái tầm nhìn mà bạn đặt ra. Somebody has to trust you. Tất nhiên là họ phải tin tưởng bạn. Next one is fearful. Điều thứ hai đó chính là sẵn sàng. What does it mean? If I tell you tomorrow the company will be in this stage, or this is what I will do? Điều gì xảy ra nếu mà tôi bảo với các bạn rằng là ngày hôm mai thôi thì công ty sẽ làm thế? I have to reach that level of learning. Tôi sẽ phải đưa ra lý do tại sao lại nói như thế. So this is like, again, Elon Musk is a good example. Elon Musk is a good example. Lúc này thì Elon Musk là một cái tấm gương rất là sáng. He said that he will have his rockets. It was much more difficult than he ever imagined. He was late by a few years, and eventually he delivered what he said. Vào cái thời điểm mà ông ta nói rằng ông ta sẽ gửi hai quả tên lửa lên trên vũ trụ thì cái việc đó rất là khó để xảy ra. Nhưng sau khi mà ông này nỗ lực và ông này đã thực hiện được lời nói của mình. Well, that's the next one. It's a kind of characteristic. When you should be a leader, but you have to be able to tell your team you are together, you are part of it. The leader is part of it, not the god or whatever he or she says is right. Rõ ràng thì một doanh nhân là người chủ và lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên thì các bạn không phải nghĩ rằng mình là thần điều khiển tất cả, mình là một bộ phận của tổ chức mình lập ra. Thì còn cái thứ hai là sao tự xem xét lại bản thân mình. Có thể là sẽ khó giải thích được một chút này. Something like I'm looking, I'm checking myself from an external point of view. I look myself, the team, my behavior, what I do is right or not, where I make mistakes, how to fix it. So I have this kind of self-reflection about even not just the company, but myself. Như kiểu là các bạn sẽ đặt mình ra một vị thế bên ngoài, coi như mình là người thứ ba, nhìn ngắm lại tất cả những gì mình đã làm, xem tôi làm việc như thế ổn thỏa chưa, đây một cách để xem xét lại bản thân mình. Next one is process oriented, but I would say it's like more like being efficient. Điều tiếp theo là định hướng vào cái quá trình làm việc. Tuy nhiên thì tôi sẽ tóm gọn lại câu là phải làm việc hiệu quả thôi. Again, it really to me, if we have this lecture or this meeting 10 in the morning, and I'm in charge of it, I'm not there 10 in the morning, I'm there 9:45, check the environment, technical it is, go through the presentation to see if everything goes well or not. Một cách chính thức thì lẽ ra bài thuyết trình hôm nay diễn ra vào lúc 10 giờ. Nhưng mà tôi đã có mặt đây từ lúc 9 giờ 45 để tôi xem mọi chuyện đang diễn ra như thế nào, slide đã chuẩn bị tốt chưa, kỹ thuật ra sao. Because eventually I'm in charge of the quality, everybody else, and remember, responsibilities. So it's my responsibility to make everything done. Vì sau cùng thì chất lượng của bài thuyết trình này là do tôi phải chịu trách nhiệm, vì nên tôi muốn kiểm soát tất cả. Next one is charismatic. We partially discussed about that. Charismatic is people like following just because of yourself. Okay, điều thứ hai là sức lôi cuốn của bản thân. Tôi nghĩ là chúng ta nói rất nhiều về điều này. Cái sức lôi cuốn của bản thân giúp các bạn có được sự lòng tin người khác và giúp người khác theo cận bạn. Empathetic. Và đến tiếp theo, sự đồng cảm. You have to be able to listen to your colleagues, your clients, and see where things are wrong. You have to sense the feelings, mood of your colleagues. You have to understand if you overforce them. Tiếp theo là đồng cảm. Các bạn phải lắng nghe những người làm việc cho mình này, những khách hàng của mình này. Các bạn phải biết được là vấn đề nằm ở đâu. Và các bạn phải biết là liệu đến cái thời điểm nào thì như là mình đang ép các cái nhân viên dưới quyền hơi quá. Last one is very. It's more like risk-taking. Entrepreneurship equals risk-taking. You make something new, nobody has before, your team, you need resources. Okay, cái cuối cùng thì đó chính là dám nghĩ, dám làm.
bạn sử dụng cái nguồn tài nguyên mình sẵn có để làm cái điều mà trước đó chơi làm sao. And the whole world is against you. Cảm tưởng như là cả vũ trụ đang chống lại bạn. One of my favorite expression when talk to startup people, entrepreneurs, who is the biggest enemy of your startup? Một trong những câu hỏi mà tôi thích hỏi các doanh nhân nhất là ai là kẻ thù lớn nhất của bạn? Hearing? Not bad. Any other? I'll tell you, the biggest enemy of your startup business is your family. Oh, tôi muốn nhấn mạnh các bạn đây thì kẻ thù lớn nhất của việc khởi nghiệp của các bạn đó chính là gia đình. Seriously? How it works? You start something new, you talk to your mom, your father. Là câu chuyện như thế nào nhỉ? Các bạn muốn bắt đầu cái gì mới, các bạn kể bố mẹ mình, xong bố mẹ các bạn kiểu đứng tặng. So, parents, boyfriend, girlfriend. Thậm chí là người yêu này. Most probably they love you, ok? Thật chung là hầu hết mọi người như thế là bởi vì họ yêu quý bạn. So they want the best for you. Và họ muốn mang tới những điều tốt đẹp nhất cho bạn. I mean, their best. The best what they think is the best for you. Những điều mà họ nghĩ là tốt nhất cho bạn. What is that? Go for a state-owned company, big company, bank, stable money, not really challenging, but you will have your salary every month, right? Đó là bạn đến làm ở nhà hàng, ngân hàng lớn này, một doanh nghiệp nhà nước này. Bạn sẽ có được tiền lương ổn định và không phải chịu bất cứ rủi ro gì. What if you fail? You will have a lot of difficulties, you will lose money, you will lose your face, what the neighbors will think about you. Thế nếu mà con bây giờ thất bại thì sao? Sẽ mất mặt này, mất tiền này. Bây giờ nhìn mặt những cái hàng xóm xung quanh như thế nào? Especially like you pay your tuition fee in university to secure your life. Cảm tưởng như là cái số tiền mà bạn đóng cho trường đại học ấy sẽ đảm bảo cuộc đời bạn. Sounds familiar? Nghe quen không? Right. Okay, so you have to be persistent. You have to be stubborn. Vậy các bạn phải thật sự quyết tâm. And especially first time you have your company. Đặc biệt là khi mà các bạn khởi nghiệp lần đầu. You don't have any proof, any evidence, any track record, any success before. Bạn chưa có kinh nghiệm gì cả, cũng chưa có thành công nào trước đó. And everyone will challenge. Tất cả mọi người sẽ xuống vào và thách thức cái ý tưởng của bạn. And the business is fine. It's okay. It's fine. Thực ra thì cái công việc kinh doanh cũng. But there is a Lunar New Year Tết comes. À đúng rồi, và sau đó thì Tết tới. You go to countryside, meet the relatives. Các bạn về và gặp họ hàng. Questions, you know. Bắt đầu một đống câu hỏi. You have boyfriend or girlfriend already or not? Có người yêu chưa? If you have, when will you get married? Nếu mà có rồi thì bao giờ cưới? If you're married, when the first kid comes? Nếu mà cưới rồi thì bao giờ có con? If you manage this well, you say whatever you want. Then the next question is, okay, what about job? Nếu mà các bạn trả lời được hết tất cả các câu hỏi đấy rồi thì lại một câu hỏi khác nữa. Ok, còn công việc sao? If you have a job at the Ministry of whatever. Nếu bạn có một công việc. Even you are the one who make the coffee. À, ví dụ là làm cà phê chẳng hạn. They will tell you are successful and your future is brilliant. À thì họ sẵn sàng nói là vì tiền lương ổn định như thế, kiểu cảm tưởng tương lai đảm bảo đấy. If you have a small company, even you don't have any client from Vietnam, only from Japan or the US. Nếu mà các bạn đang điều hành công ty nhỏ và khách hàng của mình không phải ở Việt Nam mà từ các nước ngoài. They will say, who is that? Người ta sẽ kiểu, what? Cái gì đấy? Startup, what? Để làm gì cơ? So like in every like day life or work days, you can probably you can manage it well, but you know to sell your story and your will to the family, it's not that easy. Nhiều khi thì việc thể hiện quyết tâm của mình và thể hiện ý tưởng của mình cho gia đình nó không phải lúc nào dễ dàng. And as long as you make money, it's fine. Miễn là các bạn kiếm ra tiền sẽ ổn thôi. What happens if you fail? Nhưng mà vấn đề là khi mà các bạn thất bại thì sao? Everybody in the family is very smart and say, I told you, I told you.
Tất cả mọi người sẽ vỗ tay của bạn, tôi đã bảo rồi. First of all, they never try. They never try. Bởi vì hầu hết tất cả mọi người đều hài lòng và không bao giờ thử nghiệm. They have no idea how much effort you have to put together and focus on something, even just for limited success. Người ta không thể hiểu nổi là bạn đã phải nỗ lực và cố gắng như thế nào để giành được một chút thành công. You will hear that. Yeah, I told you. Better go to the bank. Bạn sẽ nghe các câu như kiểu đấy, chú cô đã bảo rồi, con đã đi làm trong ngân hàng thì phải ổn không? Make the coffee for the minister. Hay là pha cà phê cho chủ tướng. Okay, little bit of test. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So who think he or she has 10 of these characteristics? Ai ở đây nghĩ rằng là mình có khoảng 10 cái phẩm chất được liệt kê ra đây? Tao không muốn đi chung cùng.